Mazda CX-3 2021 ra mắt thị trường ô tô Việt vào ngày 20 tháng 4 vừa qua cùng với người anh em là CX-30 2021. Xe được định hướng cạnh tranh trong phân khúc BSUV vốn đang rất nóng bỏng tại Việt Nam. Trong phân khúc SUV giá 600 đến 800 triệu, Mazda CX-3 phải cạnh tranh với nhiều đối thủ. Cái tên đầu tiên phải kể đến là mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ Ford EcoSport. Phía trước xe nổi bật với thiết kế lưới tản nhiệt mở rộng theo phương ngang, đường viền chrome biểu tượng nối liền mạch với cụm đèn pha dạng LED. Xe sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.275mm, rộng 1.765mm, cao 1.535mm, cùng chiều dài cơ sở 2.570mm, dễ dàng di chuyển ngay cả trong đô thị đông đúc. So với CX-30, bộ vành Mazda CX-3 được thiết kế theo phong cách thể thao, khỏe khoắn tạo nên ấn tượng với người lần đầu nhìn vào xe. Vành xe kích thước 18 inch. Ở phiên bản thấp hơn sẽ sử dụng vành kích thước 16 inch. Cụm đèn của xe có thiết khá đơn giản, chưa thực sự ấn tượng khi nhìn vào. Nhưng bù lại, xe vẫn sẽ được trang bị loại đèn LED. Khoang nội thất của Mazda CX-3 có thiết kế khá đơn giản, nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng trong thiết kế. Mazda CX-3 sở hữu trang bị như màn hình hiển thị tốc độ trên kính H, cửa gió điều hòa viền đỏ độc đáo. Hệ thống Connect với màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, nhớ ghế 2 vị trí, phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động, gương chống chói tự động. Mazda CX-3 cũng được trang bị khá nhiều cổng kết nối và tẩu sạc đi kèm, đem lại trải nghiệm tốt cho người ngồi trong xe. Phần ghế ngồi phía trước và sau được bọc da và không được trang bị ghế điện. Hàng ghế phía sau thiết kế ra với hai tông màu nâu và đen. Mazda CX-3 trang bị động cơ xăng SkyActiv-G 1.5 thế hệ mới, hút khí tự nhiên và ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp với tỷ số nén cao, cùng hộp số tự động 6 cấp. Giá xe cho 3 phiên bản. Bản Premium giá 709 triệu. Lăn bánh 827 triệu tại Hà Nội, lăn bánh 812 triệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Bản Luxury giá 669 triệu. Lăn bánh 781 triệu tại Hà Nội, lăn bánh 768 triệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Bản Deluxe giá 629 triệu, lăn bánh 736 triệu tại Hà Nội, lăn bánh 723 triệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Xe cộ.